nào ra để đây đấy. Đây là món thịt là bông hấp này. Đi được bạn đưa điện thoại máy nhá. Máy. Sau đó ướp gia vị vào hấp ở đây. Trong một tiếng đồng hồ. Gia vị vào bên trong. Gia vị vào bên trong. Và bây giờ là nếm độ chín. Chắc chặt gia vị ra. Nên phải chặt. Lại rất là nhỏ, chỉ có 8 kg thôi. Nên nên cấp nét, nên cấp nét. Thả rông. Đấy, là bây giờ là chặt. Xếp để xếp vào đĩa. Một con lợn bé này mà xếp rất là nhiều luôn. Chặt rất là ngon. Một con lợn này được 3 mâm. Đầu, chân, đuôi nó em nấu thang cố rồi. Đầu chân đuôi là nấu thang cố rồi. Đùi với thịt. Đùi với thịt thì quay chán rồi, quay về ăn hấp được ngon. Và bây giờ chặt sắp xong rồi, xếp vào đĩa. Một con lợn 7-8 cân xếp được 5-6 đĩa. Nhìn ngon các bác, ngon quá. Ngon dã man. Con thịt là thịt tôi không có. Đây một con này mấy trăm đấy mà. Không có mỡ, thịt đất con này không có mỡ. Thịt với da rất là mềm. Cành như một con lợn được 5 lợn 5 đĩa. Còn một nồi thắng cố nữa. Mà đĩa này mới đi 100 nhỉ. Và tiếp canh rất là ngon, ngon dã man. Cái gì vậy?